Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đại Phạm mình nha, kênh Phật Giả Cà Phê Tiêu Hàng Ngày ha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, mình là Đại Phạm Hào. Chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành nha, có việc gặp nhiều thuận lợi nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay giá cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo thì đưa ra quyết định mua bán nha. Mình cũng là cơ sở kinh doanh cà phê nông sản nên là mọi giá cả mình đưa ra, giá tiêu, giá cà phê mình đưa ra đều là sát với thị trường. Mà bà con mong mọi người tự nhiên tham khảo, không có gì phải suy nghĩ lo lắng nha. Mong mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh Đại Phạm mình để mình ra những video giá cả mới nhất, hay nhất nhé. Ai chưa đăng ký ủng hộ xin hãy nhấn nút like, nút share, nút đăng ký miễn phí, đặc biệt là nhấn chuông nhé. Mọi người đi nhớ nhấn chuông để xem những video ra mới nhất của mình ha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại các tỉnh, xem thử nó như thế nào để mình ra quyết định mua bán cho nó thuận lợi nhé. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đồng Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020.